Rồi, xin chào các mọi người. Thì hôm nay mình sẽ phùng tạo mầm cái vườn sa cát hoa lộc này để mình làm sa tết nha mọi người. Thì sa này sau khi mình áp dụng kích sổ lá xong nó ra gần như 90% mọi người, nó ra muốn hết luôn rồi. Đây. Thì hôm nay là ngày 29 nha mọi người, ngày 29 tháng 7 âm lịch rồi mọi người. Thì còn khoảng 20 ngày nữa thì mình sẽ lên thuốc kích mọi người. Mà mọi người thấy là cái cây đọt nè. Nó khá là non mọi người, nó ra khá là trễ, nó ra non nha. Vậy nó non như vậy thì 20 ngày nữa mình kích thì cây rất là non. Bây giờ mình sẽ áp dụng một cử, hai cử chứ. Bữa nay thì mình áp dụng cử thứ nhất mọi người. Bữa nay là ngày 29 rồi, mình áp dụng một cử. Rồi tới bữa mùng 9, mùng 10 mình áp dụng thêm một cử nữa mọi người, để cho cái cây của mình đó nó già nhanh mọi người, để mình tiến hành mình lên thuốc kích cho nó kịp Tết người à. Thì cái lứa xà cát đằng này mọi người nó ra lọc cũng rất là rộn rồi, thì mình nghĩ thì năm nay thì xà Tết cũng sẽ nhiều, sẽ nhiều thôi. Thì quan trọng giữa không quan trọng mọi người, thì quan trọng là chúng ta xác định tôi làm thời điểm nào thì chúng ta cái việc chúng ta làm thôi. Thì mình áp dụng sổ lá mọi người, thì mọi người thấy lá nó còn cháy cháy nè. Sổ một phát là nó ra hình như là 90% vườn luôn rồi, rất là nè, rất là đều rồi đó, nó đẹp. Em thấy nè. Thì có nhiều bà con đó, chúng ta không có thích về vấn đề phun tao mầm mọi người. Bà con chúng ta nói là phun tao mầm nhưng mà khi kích đó, nó cũng không có được ra bông được. Đó là chúng ta sử dụng phun tao mầm thì chúng ta phải hiểu cái vấn đề nha mọi người. Chúng ta phải hiểu cái vấn đề, chúng ta phun tao mầm để làm gì. Và chúng ta phun như thế nào nữa nó mới hiệu quả nha mọi người. Đó thì phun tao mầm mọi người thì mục đích đầu tiên trước tiên của mình áp dụng nó là để cho cái cây đọt của mình nó già đồng đều nha mọi người. Thứ nhất là nó giúp cho cái cây đọt của mình nè, nó già đồng đều. Tại vì khi cái cây của mình ra là có cây ra trước, mọi người thấy cái cây này ra trước nè, xanh nè. Cây này đỏ hơn nè. Cây này nó đỏ hơn, nó chảy nó đỏ hơn nè. Đấy. Đỏ hơn nè. Thì cái việc mình phun tao mầm á là để cho tất cả các cây khi cái lúc mình phun lên thuốc kích đó là nó già đồng đều nha mọi người, nó già đồng đều. Nó già đồng đều thì mà khi mà cái cây trên vườn của mình nó già đồng đều á thì mình lên thuốc kích á thì nó sẽ ra hoa được đồng đều nha mọi người, đồng đều, và cái tỷ lệ nó ra hoa nó sẽ được nhiều hơn, nó cao hơn so với cái việc mình không phun. Đó là cái mục đích đầu tiên mà mình tiến hành mình phun tao mầm nha mọi người. Đầu tiên phun tao mầm nó giúp cho cái cây này nó già đồng đều. Và cái thứ hai là nó giúp cho cái cây xài của mình đúng không người, nó phân hóa mầm hoa được cao người. Tại vì trong cái hàng phun tao mầm á là nó có hàm lượng lăng cao, nó có hàm lượng lăng cao, nó là rất cao người. Thì chúng ta phun vô thì nó cái nồng độ lăng cao đó, nó giúp cho cái những cái cây đọt này mới như thế này mọi người, những cái cây đọt non như thế này nè, nó phân hóa mầm hoa được mạnh hơn người, phân hóa mầm hoa được mạnh hơn, nhanh hơn. Thì lăng á, khi mà cái cây mình nó hấp thụ cái nồng độ lăng cao á thì nó sẽ chuyển cái giai đoạn mọi người, nó chuyển cái giai đoạn nó phân hóa từ mầm chồi nó chuyển sang phân hóa mầm hoa. Thì khi cây mà nó đánh cái dấu hiệu mà nó nhận hàm nó hấp thụ hàm lượng lăng cao thì nó sẽ đánh cái dấu hiệu là cây mình nó chuẩn bị nó ra hoa mọi người. Rồi nên là cây mình nó biết là ở giai đoạn này là có nồng độ lăng cao trong cây rồi thì nó sẽ biết là giai đoạn này nó sẽ chuẩn bị ra hoa. Thì khi chúng ta lên thuốc kích á thì nó sẽ ra hoa được tốt hơn nha mọi người, ra hoa được tốt hơn. Đó là cái nhiệm vụ của việc mà mình phun tạo mầm mọi người hả. Và một cái nữa đó là nó giúp cho cái cây của mình nó già nhanh nha mọi người, nó già nhanh, nó già nhanh. Thì cái cây này á thì nếu mà bỏ tự nhiên nha mọi người thì 20 ngày nữa là không thể lên thuốc kích được nha mọi người. 20 ngày nữa mọi người thấy nè, cây nó rất là non. Nếu mà chúng ta 20 ngày này mà chúng ta lên thuốc kích á là nó non dữ lắm mọi người. Cái khả năng ra hoa nó khi cái cây nó non á thì nó sẽ ra bông chỉ không à. Nó ra bông chỉ hoặc là nó ra cái bông nó rất là ốm. Khi cái cây không già thì cái cây nó chưa già mà chúng ta lên thuốc kích á là nó cho dù nó có ra bông thì cái bông nó sẽ bị bông chỉ hoặc là cái bông nó rất là ốm nha mọi người. Bông nó ốm lắm. Nó sẽ không có đẹp. Do đó thì mình sẽ thúc cho cái cây của mình nó già nhanh lên mọi người. Thì chúng ta phun tạo mầm thì nó cũng giúp cho cái cây mình nó già rất là lẹ mọi người, nó có hàm lượng kali cao, lăng cao thì nó giúp cho cái bộ cái cây này nè. Khi mà nó có hàm lượng kali cao á thì nó giúp cho cây mình nó quang hợp nhanh mọi người. Nó hấp thụ ánh sáng tốt thì nó sẽ giúp cho cái lá này nè.
nó chuyển già nhanh, chuyển già rất là nhanh nha mọi người, nhanh rất là nhanh. Khi mà chúng ta phun lên thì nó có, nó hấp thụ được ánh sáng tốt, quang học tốt, thì nó giúp cái lá mình già nhanh mọi người. Nó rút ngắn cái thời gian mà mình có thể là mình rút ngắn thời gian cho cái cây mình già nhanh để mình phun kích cho nó kịp cái giai đoạn mọi người. Đó, phun kích cho nó kịp giai đoạn. Đó, còn chúng ta đợi với lại 20 ngày nữa thì nó còn non dữ lắm nha mọi người, còn lắm ta phun kích nó không có được đâu. Đó, khả năng ra hoa nó cũng thấp nữa. Đó, do đó thì chúng ta phun nó phun tạo mầm vô thì để giúp cho cái cơ của mình nó già nhanh nha mọi người. Nó già nhanh thì giống như mà chúng ta phun lên thuốc kích thì cái hoa nó ra nó cũng sẽ chất lượng hơn mọi người. Hoa, cái hoa xài của mình nó ra nó sẽ mập hơn. Đó, do cái cây đọt già thì cái hoa nó ra nó sẽ mập hơn và nó chất lượng hơn so với cái cây đọt non rất là nhiều nha mọi người. Đó, đó là cái lý do mà tại sao mình phải phun tạo mầm là như vậy nha mọi người. Đó, còn cái việc mà phun ra hoa hay ra ra đọt á là nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa nha mọi người. Đó, nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nữa chứ không phải riêng chúng ta phun tạo mầm không. Đó, do đó thì bà con chúng ta sử dụng thuốc á, thì chúng ta phải hiểu nha mọi người, chúng ta phải hiểu vấn đề ở chúng ta sử dụng phun tạo mầm mục đích để làm gì. Đó, chúng ta phải hiểu vấn đề. Đó, còn việc mà nó ra hoa hay ra đọt á là nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Đó, nó phụ thuộc vào chúng ta xử lý bắt lo cây của mình như thế nào. Đó, chúng ta xử lý bắt lo gốc như thế nào mọi người, và chúng ta phụ thuộc vào cái thời điểm mà mình phun lên thuốc kích đó, đó. Đó là nó ra sao đó nha mọi người, nó phụ thuộc vào nhiều cái khác nữa. Đó, mà cái việc mà chúng ta phun tạo mầm ở đây là chúng ta hỗ trợ, thứ nhất chúng ta hỗ trợ cho cây mình nó khi sau khi mình nó lên thuốc kích đó, thì nó sẽ ra hoa được mạnh hơn. Đó, ra hoa cơ đọt và đồng đều thì nó ra hoa nó sẽ được đồng đều, nó tỷ lệ hoa nó sẽ cao hơn so với việc ta chúng ta không phun. Đó, và nó giúp cho cái cơ đọt mình nó già nhanh nha mọi người, giúp cho cơ đọt mình già nhanh. Đó, để mà mình phun cho kịp cái giai đoạn mà mình muốn xử lý xài ra hoa trong cái dịp nào. Đó, 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 vậy mọi người, đó, chúng ta xử lý thì chúng ta lên thuốc kích chúng ta phải hiểu. Đó, còn khi mà bà con chúng ta xử lên thuốc với phun tạo mầm á, chúng ta còn không có hiểu vấn đề ấy, thì chúng ta xịt lên xong hoặc là chúng ta xịt không đúng giai đoạn, nó xịt không có theo cái đúng theo cái quy trình của nó, thì khi chúng ta lên thuốc kích á nó không có ra hoa được thì chúng ta lại đổ thừa là chúng ta phun tạo mầm không có đạt hiệu quả. Đó, hiệu quả thì chúng ta xử lý thuốc thì chúng ta phải biết nó cái mục đích chúng ta xài mọi người, mục đích chúng ta xài. Đó. Đó, thì chắc chắn một cái điều mọi người đó là chúng ta phun tạo mầm thì nó sẽ cái cây của mình nó phân hóa mầm hoa nó sẽ tốt hơn, tốt hơn rất là nhiều so với việc ta không phun mọi người, đó là điều chắc chắn. Đó, tại vì khi chúng ta phun lăn vào cây á, với nồng độ cao á, thì nó sẽ đánh cái giai đoạn ra hoa mạnh mẽ hơn nha mọi người. Đó là cái đặc điểm sinh lý sinh trưởng của cây. Đó là đặc điểm sinh lý sinh trưởng của cây, bất kỳ giống cây ăn trái nào vậy mọi người. Khi chúng ta cung cấp lăng cái nồng độ cao vô cho cây mình hấp thụ rồi thì nó sẽ giúp cây mình chuyển giai đoạn sinh trưởng, gọi là sinh trưởng phân hóa mầm chồi. Đó, nó sẽ chuyển thành sinh trưởng phân hóa mầm hoa được rõ ràng và mạnh hơn nha mọi người. Đó, chắc chắn một điều là như vậy. Rồi người, thì hôm nay mình rất này mình sẽ làm mình chia sẻ với tất cả mọi người cái loại thuốc hôm nay mình phun tạo mầm nha mọi người. Thì phun tạo mầm thì có rất là nhiều loại mọi người, nhưng mà áp dụng như thế nào cho nó phù hợp á là cũng là một cái mọi người. Thì mình sẽ làm mình chia sẻ với tất cả mọi người cái loại thuốc hôm nay mình phun nha mọi người. Đây mọi người, thì hôm nay mình phun tạo mầm gồm hai thành phần này nè mọi người. Đó, thì thường mình phun tạo mầm là mình đều phối nha mọi người, chứ mình không sử dụng một sản phẩm. Đó, và mình đều phối ít nhất là hai sản phẩm. Một là MKB kết hợp với vua mầm hoa, hoặc là vua mầm hoa với lân 86. Thì khi nào sử xài vua mầm hoa, khi nào xài lân, khi nào xài MKB mọi người, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái mục đích mình sử dụng nha mọi người. Đó, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái mục đích mình sử dụng làm sao mà mình sẽ áp dụng thuốc nó cho nó đúng mọi người. Thì ở trong cái giai đoạn này á, là mình muốn cho cái cơ đọt của mình nó già nhanh, muốn cho cái cơ đọt của mình nó già nhanh nha mọi người, nó già nhanh để mình lên thuốc kích cho nó kịp cái thời điểm, thì mình sẽ áp dụng cái thằng MKB này. Mình sẽ áp dụng thằng MKB này mọi người. Đó, thì tại sao mọi người, tại sao áp dụng MKB này mà không xài lăng mọi người? Đó, thì mình áp dụng MKB này thì nó có cái hàm lượng kali cao mọi người. Đây,
có cái hàm lượng kali cao, 34% kali mọi người. Đó, thì mình áp dụng kali cao á, thì nó sẽ giúp cho cái cơ đọt của mình nó già rất là nhanh nha mọi người. Đó, giúp cho được cơ đọt mình già rất là nhanh. Đó. Thì ở trong MKB nó vẫn có lăng mọi người, nó vẫn có lăng nha, không có lăng nhưng hàm lượng lăng nó không cao. Đó, hàm lượng lăng nó không cao. Đó, nó khoảng năm mấy phần trăm thôi. Đó. À, mấy phần trăm thôi nhưng mà nó có được cái hàm lượng kali cao người 34% nè, à, do đó mình áp dụng hàng MKB này, à, để thúc cho cơ đọt mình nó già lẹ nha mọi người, à, đó là mục đích mà mình muốn sử dụng hàng MKB trong giai đoạn này, à, và cái thứ hai đó là vua mầm hoa mọi người, à, vua mầm hoa, à, thì hàng MKB này mọi người, à, thì mình sẽ áp dụng gói 1 ký như thế này mọi người, 1 ký như thế này cho phi 202, à, 1 ký mọi người, à, và cái mình phối cái thứ hai đó là hàng vua mầm hoa mọi người. À, vua mầm hoa thì thật ra vua mầm hoa nó cũng giống như MKB mọi người, nó vẫn có công thức là 0-60-20, à, nhưng nó khác cái là nó có cái hàm lượng lăng ở đây nè mọi người, à, hàm lượng lăng ở đây nó cao hơn so với MKB nha mọi người, hàm lượng lăng cao hơn, à, và kali, à, nó thấp hơn nhưng mà nó cũng gắn cao mọi người, à, hàm lượng kali ở đây nó 20% là cũng khá là cao đó, à, thì mình áp dụng cửa này thì mình áp dụng hai loại này nha mọi người, à, phải vua mầm hoa này á thì mình sẽ sử dụng nửa ký cho mọi người, à, nửa ký này, nửa ký vùng hoa này trong phi, à, tại hàng vùng hoa này xài nó phê hơn mọi người, à, vùng hoa này xài nó phê hơn mọi người, này nó xuất xứ của Bỉ mọi người, à, à, xuất xứ của Bỉ xài nó phê hơn nên mình xài nửa ký là được mọi người, còn hàng MKB này thì nó mình xài 1 ký, hàng này thì nó hơi yếu hơn hàng này, à, chi phí này cũng rẻ hơn mọi người, chi phí của MKB thì nó rẻ hơn, à. Đó. Đó, mọi người. Đó, thì nó có hàm lượng lăng cao nha mọi người. Đó, lăng cao là lăng cao hơn đó, nhưng vẫn có kali cao nên mình áp dụng được này chủ yếu là lăng cao kali cao để mình kéo cho cái cơ đọt mình nó dài nhanh để mình kịp xịt lên thuốc kích xạ tết nha mọi người. À. Rồi mọi người đó thì video ngày hôm nay thì chỉ chia sẻ tất cả mọi người ngắn gọn về cái phun tạo mầm cái xài của mình không người đó, thì xài thì mình xử lý sổ lá mọi người đó, cái này mình xử lý sổ lá nha, chứ không phải nó tự ra được như thế này không người đó, mình sổ lá mà một số lá nó cháy lá không người à, một số nó chưa rụng cháy lá nè à, nó ra hầu như là 90%, hơn 90% luôn mọi người, rất là đều đó. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình tới giờ phút này nha. Nếu thấy video của mình hay, nó hữu ích, nó có giá trị thì mọi người hãy cho mình một like mọi người, à, nhắn cho mình một like, à, cũng như là chia sẻ cái video này cho nhiều bà con khác, à, có thể là xem tham khảo mọi người, à, xem tham khảo. À, rồi, cảm ơn tất cả mọi người và hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo.